phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Nhớ giùm em một câu, nhân mũ cộng, nhớ câu đó chưa? Ví dụ 2 mũ 3 nhân 2 mũ 4, đây là phép gì? Hai lũy thừa cùng cơ số, ta lấy mũ gì? Bằng 2. Tự cho ví dụ 3 mũ 3 3 mũ 2 bằng 3 5. Đọc đàng hoàng 3 mũ 5. Vậy chốt lại giùm em đi, phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì ta lấy mũ gì? Mũ cộng. Bài tập